7 nữ diễn viên trẻ triển vọng của màn ảnh Hoa ngữ. Thứ nhất, Quan Hiểu Đồng. Gương mặt đầu tiên đó chính là nữ diễn viên sinh năm 1997, Quan Hiểu Đồng. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, cô sớm bộc lộ năng khiếu thiên bẩm về ballet và diễn xuất. Năm 2005, khi mới 8 tuổi, Quan Hiểu Đồng đã bỏ túi vai diễn Tiểu Khuynh Thành trong tác phẩm điện ảnh Vô Cực của đạo diễn Trần Khải Ca. Những năm sau đó, nữ diễn viên trẻ tuổi liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh lớn và gặt hái vô số giải thưởng. Mới đây, Quan Hiểu Đồng đã xuất sắc đỗ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh với số điểm đáng kinh ngạc và trở thành thủ khoa danh dự của trường. Song song với việc học, cô cũng tích cực chuyển hướng sang thể loại phim truyền hình. Tuy còn rất trẻ nhưng số lượng phim truyền hình mà Quan Hiểu Đồng từng tham gia thậm chí còn gấp nhiều lần số tuổi của cô. Những tác phẩm truyền hình nổi bật của Quan Hiểu Đồng phải kể đến như Định luật tình yêu của Mufi, Lời nói dối của người vợ, Cửu chân Thiên không thành, Người đàn ông tốt bụng. Thứ hai, Đàm Tùng Vận. Thực ra Đàm Tùng Vận không phải là gương mặt quá mới mẻ đối với khán giả truyền hình. Cô đã bắt đầu đóng phim truyền hình từ năm 2005, phim Núi Hoa Cúc. Rồi đến năm 2012, nữ diễn viên tiếp tục tham gia bom tấn truyền hình Hậu cung Chân Hoàn Truyện. Thế nhưng các vai diễn này đều không gây ấn tượng với khán giả và nhanh chóng đi vào quên lãng. Chỉ đến khi đảm nhận vai nữ phụ trong Thiếu nữ Toàn Phong, tên tuổi của cô mới được chú ý nhiều hơn. Sau Thiếu nữ Toàn Phong, Đàm Tùng Vận được đà tiến lên và bất ngờ tạo nên cơn sốt nhờ vai Cảnh Cảnh trong Tuổi Thanh Xuân Bên Nhau. Mặc dù lớn hơn Lưu Hạo Nhiên tới 7 tuổi, nhưng cô vẫn nhập vai cực ngọt. Ngoài ra, Đàm Tùng Vận cũng từng tham gia rất nhiều dự án truyền hình như Hợp đồng yêu, Đợi chờ hạnh phúc, Gia đình vui vẻ. Thứ ba, Dương Tử. Giống như Quan Hiểu Đồng, Dương Tử cũng bắt đầu sự nghiệp bằng một vai diễn nhí. Ắt hẳn nếu ai đã từng xem series truyền hình Nhà có trai có gái năm 2004 thì nhất định không thể quên được cô chị cả Tiểu Tuyết thông minh xinh đẹp. Sau vai diễn Tiểu Tuyết, Dương Tử cũng tham gia vô số các dự án phim khác nhưng đều không mấy thành công. Tuy nhiên mấy năm trở lại đây, sự nghiệp diễn xuất của Dương Tử mới thực sự khởi sắc. Tên tuổi của cô được phủ sóng rộng rãi hơn nhờ việc tham gia các dự án truyền hình lớn như Chu Tiên Thanh Vân Trí, Đại Ương Ca, Trường Sa Trận hay Hoan Lạc Tụng. Thứ tư, Hồ Băng Khanh. Cùng tuổi với Dương Tử nhưng Hồ Băng Khanh lại bắt đầu sự nghiệp muộn hơn nhiều. Sau khi tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Thị giác Thượng Hải thì cô mới có vai diễn đầu tiên của mình vào năm 2013. Một năm sau đó, Hồ Băng Khanh tham gia dự án truyền hình cổ trang Tần Thời Minh Nguyệt, nhưng cô chỉ được khán giả biết đến rộng rãi nhờ vai Bách Thảo trong Thiếu nữ Toàn Phong. Kể từ khi đầu quân cho Đường Nhân, sự nghiệp của Hồ Băng Khanh như được thăng hoa. Cô liên tục góp mặt trong các bộ phim như Quỹ Trung Mỹ Nhân, Ngoại già Đôi Mươi, bản truyền hình Thanh Khâu Hồ Chi Yên Chi Túy. Thứ năm, Ngô Thiến. Gương mặt tiếp theo cũng rất đáng chú ý là Ngô Thiến. Với vẻ đẹp trong trẻo và có phần tinh nghịch, nữ diễn viên trẻ tuổi Ngô Thiến đang dần khẳng định được tên tuổi của mình trên màn ảnh Hoa ngữ. Sau khi tốt nghiệp Đại học Vũ Hán khoa nghệ thuật, Ngô Thiến bắt đầu tham gia các bộ phim như Tàn Nhang, Tân Lộc Đỉnh Ký, Người Bạn Trai Kỳ Diệu. Nhưng vai diễn giúp Ngô Thiến tỏa sáng phải kể đến là Triệu Mặc Xanh thời đại học trong dự án truyền hình Đình Đám Bên Nhau Trọn Đời. Tuy chỉ là vai phụ, nhưng diễn xuất cực đáng yêu của Ngô Thiến đã ghi điểm trong lòng khán giả. Ngay sau đó cô được đóng vai chính trong Đại Tiên Ngữ Môn. Thứ 6, Trương Tuyết Nghênh. Có vẻ như Trương Tuyết Nghênh sẽ là đối thủ đáng gờm trong tương lai của Quan Hiểu Đồng bởi hai nữ diễn viên không chỉ cùng tuổi mà còn cùng có gia tài đồ sộ với hơn 30 dự án phim lớn nhỏ. Sinh ra và lớn lên ở Chiết Giang, Trương Tuyết Nghênh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi mới 6 tuổi. Nhờ diễn xuất tự nhiên mà những năm sau đó, Trương Tuyết Nghênh liên tục góp mặt trong các dự án lớn như Mỹ Nhân Tâm Kế, Người Đẹp Không Nước Mắt, Tân Thần Điêu Đại Hiệp, Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ, Vân Trung Ca. Thứ 7, Châu Đông Vũ. Châu Đông Vũ cũng không phải cái tên quá mới mẻ với các khán giả yêu điện ảnh Hoa ngữ. Cô từng tạo nên cơn sốt khắp Trung Quốc nhờ vai diễn trong Tình Yêu Dưới Cây Táo Gai năm 2010. Mưu nữ lang mới của điện ảnh Hoa ngữ gây ấn tượng mạnh bởi gương mặt sắc nét đến từng chi tiết cùng khả năng diễn xuất tuyệt vời. Cô từng tham gia rất nhiều dự án điện ảnh tầm cỡ, nhưng gần đây Châu Đông Vũ mới quyết định lấn sân sang mảng truyền hình. Hai dự án truyền hình mới nhất của Châu Đông Vũ là Chim Sẻ và Gặp Gỡ Tình Yêu.